Trời ơi, mấy mặt kìa, mấy mặt kìa. Mấy mặt kìa. Trời ơi, mày có mấy mặt con tao không? Mấy mặt con tao. Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Tô đây. Các bạn thấy hôm nay Tô có gì khác không? Đây, mới cạo đầu hôm qua, giờ mát mẻ quá các bạn ơi. À, mới ăn trưa xong thì buồn quá, không biết làm cái gì. Thì mới nhớ là ngày xưa mình có mua một cái đồ chơi game á. Cái đồ chơi game mà game gặt á. Có nhiều cái trò chơi ở trong đó lắm. Nhớ hồi xưa lúc mà tôi nhớ như lúc đó tôi học lớp 7, lớp 8 gì đó, hay lớp 5, lớp 6 không nhớ nữa. Thường xuyên ra cái khu cái nhà mà có cái máy game thùng ở trong xóm tôi á để chơi. Chơi là tôi đặc biệt là tôi nhớ là tôi chơi ba trò rất là thích luôn, trò game bộ đội nè, một thời idol anh bộ đội mặc cái áo xanh lá cây đội cái nón. Rồi game samurai á, samurai mà tôi hay chọn cái con mà hiệp sĩ mù á, khi mà mình gặt nửa vòng bấm nút một cái là nó biến hình ra xong nó chém một cái á, mọi người. Với lại game đao quốc chí quan công đó, cực kỳ là ghiền ba cái game đó, mà được cái là chơi không bao giờ về nước các bạn đó. Rồi có một cái game mà gọi là game ăn tiền nữa, đó là game đua ngựa với lại game cái máy chơi bát đó, là hai cái đó là ăn tiền. Hồi đó tôi nhớ là cũng có thời huy hoàng dữ lắm, chơi đua ngựa thời huy hoàng ăn tiền dữ lắm, mà ăn nhiều thua cũng nhiều nữa quý vị đó. Rồi cách đây khoảng 3-4 năm hay là 4-5 năm về trước hay sao á, cũng nhớ lại cái máy game thùng, cho nên có mua một cái máy chơi game, nói là sẽ review cái máy đó mà tới bây giờ vẫn chưa review luôn đó. Thì hôm nay á, thằng con của tôi nó lớn rồi á, nó cũng ngọ ngọ quý vị, nó đòi lấy máy chơi game ra này nọ chơi này nọ lồ này nọ. Thì ok thôi, sẵn thì mình cũng đem ra mình review, coi như là cũng có một cái vlog gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Ok, mọi người hãy cho Tô một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để Tô có động lực làm thêm những cái vlog mới để gửi tặng đến tất cả mọi người nha. Tô lập những clip đơn giản thôi, chủ yếu là giải trí vui chơi, cuộc sống này nọ của Tô gửi đến mọi người xem. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ là đi lấy máy game nha. Yeah. Công nhận nó nặng thiệt luôn. Bây giờ ra rủ thằng con mình coi nó chơi không, hai cha con chơi chung. Ủa, bắt cái phòng ngồi dưới à? Hào ơi. Dạ. Đang làm gì vậy? Đang coi mà cái tivi nó bị hư rồi, nó không cho con nó cháy không có luôn. À, chơi game không? Ủa, chơi game trên tivi, trên điện thoại hả ba? Chơi game tuổi thơ của ba chơi không? Là game gì? Game thuần xạo á. Cái game thùng hồi xưa mà mình chơi đó, xạo quá con dĩa ghê. Hồi đó không có chơi game đó đâu. Sao không có, hồi đó con chơi chú Duy Phước ở nhà đó, con xạo dữ vậy. À nhớ rồi. Trời ơi, nó diễn rồi mà con ơi, trời ơi, nó diễn cái ốm gì luôn á. Ôi ôi. Bỏ trên đây nha. Để tắt cái tivi chơi game chơi nào. À bây giờ Tô sẽ khui cái máy chơi game này ra cho mọi người xem nha. Một bên đó là có cái tay cầm này, bên này cũng có tay cầm rồi mấy cái nút, rồi ở giữa đây có cái màn hình, đúng không ba? Thì đúng rồi, thì đó mình chơi rồi mà sao con diễn hoài vậy, tới giờ con vẫn còn diễn luôn hả? Cái màn hình ngay đây nè. Không có màn hình gì hết đó, màn hình là màn hình tivi. Ủa vậy hả? Giờ con diễn dữ vậy, bây giờ con không diễn, bớt diễn lại được không? Con xin lỗi mọi người đây. Xin lỗi anh ơi. Không dám nữa. Không dám nữa. Diễn cái ớt được luôn á. Rồi bây giờ là mình sẽ quay review cái máy chơi game chơi này cho mọi người xem nha. Rồi, tôi mới set up được cái góc máy để quay review cái món đồ chơi này nè các bạn, cũng hơi khó khăn chút. Rồi, bây giờ bắt đầu là tôi mở ra nha. Ê, chuẩn bị nha. Tên 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 tên. Ủa coi trời. Đây, tên 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 tên. Đó. Cái này là dây nhựa, dây HDMI, dây âm thanh này nọ. Đó, bỏ qua bên nha. Nhìn đó thèm chơi lắm rồi. Chơi vài cái
Rồi bây giờ Hào phụ ba lấy cái máy này ra nè. Rồi lấy cái cục giấy ra. Lấy cục giấy ra. Rồi. Rồi bây giờ mình cái máy chơi game của mình đây nè các bạn. Đó. Ủa đẹp quá đi. Có hình ông. Thấy không? Có hình cái ông đấm bóp nữa. Ông riêu nè, ông này ông game này là nhỏ ba chơi nhiều lắm nè. Đó. À, các bạn nhìn nè, còn mới cây sa beng luôn đó nha. Nè, còn ni lông luôn mà. Đó. Ni lông phạt này tháo luôn đi. Ừ. Đó. Thì bây giờ là Tô sẽ kết nối cái máy chơi game này với lại cái tivi để mình chơi nha các bạn. Rồi. Ok. Đây các bạn thấy gì không? Cái này là cái ổ điện của nó, còn đây là dây HDMI của nó, này dây Vega mà Tô mới xài, còn đây là cái gì âm thanh hay gì đó cô không biết. Thôi nói chung cái này không biết. Bây giờ cái nút này là nút on nè. Mình mở lên cái là mình work nha các bạn. Lên. On. Ok. Xong rồi, vậy chơi, vậy chơi, vậy chơi. Rồi. Hãy lên hình được nha các bạn. Ok các bạn ơi. Ở đây là chúng ta có 130 trang nè, 130 trang, còn cái này là game thứ nhất. Có nghĩa là chúng ta có rất là nhiều game luôn đó. Cái hình nó hơi bị bể một chút, bị bể chất lượng một chút mình thì đúng rồi, tại vì hồi đó cái chất lượng hình này nó chỉ là cái tôi nghĩ là tầm khoảng 360 thôi các bạn. Tôi nghĩ là thấp hơn 360 240 á. Đó, nó cái này nó nén vô cái điện thoại thì hình nó sẽ rõ hơn, còn cái này cái tivi của nhà tôi nó to quá. Cho nên nó bị vỡ hết hình rồi các bạn. Nhưng mà không sao, mình ngồi xa mình chơi mình vẫn có thể ổn được. Thôi ơi, con gặt qua game này nọ cho mọi người xem thử trong máy này có những cái game nào nha. Đây, con gặt này, con qua game nè. Đó. Rất nhiều game luôn nha các bạn, rất nhiều tuổi thơ của tôi tụ về luôn nè. Đó, con trả lại. Đó nè các bạn nè. Đây là cái game đầu tiên trong cuộc đời của tôi chơi. Lúc tôi chơi cái game này với ông anh của tôi là tôi nhớ là lúc đó tôi tầm khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó. Cái này là game đầu tiên trong cuộc đời của tôi luôn nè. Đó, tôi nhớ là cái con người rừng với lại cái con lính Mỹ á. Đó. Những cái game coi như là đời đầu tiên xuất hiện. Và cũng có nhiều cái game. Đây là game bắn súng nè, bắn súng cứu ông già nè. Một cái game xàm xí đú nhất mà hồi xưa mình cũng biết được. Giờ như trên điện thoại nó cũng có nâng cấp cái game này. À, rất là nhiều game hồi xưa mình chơi luôn. Rồi, vào hôm nay tôi sẽ chơi một cái game huyền thoại. Hào ơi. Dạ. Con thấy như thế nào? Dạ, con thấy rất là thích luôn. Rồi, giờ nhìn mấy mọi người nè. Rồi, ngày hôm nay là ba cho con chơi cái game này là con thích không? Dạ, thích. Con có biết là những cái game này là những cái tuổi thơ ngày xưa của ba chơi á. Bây giờ là ba mở ra cho con á. Có những cái game con thấy lạ đúng không? Nhưng mà thực sự những cái game này là tuổi thơ của ba. Chứ không phải là thời như bây giờ là con chơi mấy cái game mà con bỏ vô ở trong cái iPhone á. Rồi chơi mấy cái game đi cảnh này nọ đó là những cái game 3D hiện tại bây giờ. Còn đây là những cái game mà thời thơ ấu ngày xưa của ba chơi. Thì bây giờ nè, con thích chơi hai người đánh nhau hay là hai người cùng đi chiến đấu? Hai người đánh nhau với boss. Hai người đánh nhau với boss hả? Có nghĩa là hai người cùng đi chiến đấu đúng không? Dạ. Ok, thì ngày hôm nay ba sẽ giới thiệu cho con một cái game mà gọi là tuổi thơ của ba luôn, một cái game huyền thoại luôn, đó là game bộ đội. Mà cái game bộ đội này á, cái tên của nó mà anh nói chung là dân mọi người ta gọi là bộ đội thôi. Nhưng mà cái tên đúng của nó gọi là game Cadillac chứ không phải game bộ đội nha. Thì ngày hôm nay là mình sẽ chơi cái game bộ đội nha các bạn. Bây giờ Hào gạt qua để mình kiếm chữ C nè Hào. Mình gạt qua để kiếm chữ C. Chữ C làm cách nào để biết vậy? Chữ C đầu tiên á, cái này là đang là chữ B đầu tiên là đúng không? Đó, mình gạt qua, đó. Con kiếm chữ Cadillac cho ba. Đó, Cadillac ở trên là Cadillac 1, ở dưới là Cadillac 2 nè. Mình chơi Cadillac 1 đi, đừng chơi Cadillac 2. Đó, bấm vô, rồi, đó. Rồi, đúng rồi, cái... Đó. Ủa, cái chữ đây nó sợ kìa. Ba chọn con nào? Thôi ba chọn con vàng đi. Rồi. Ok. Giờ sẽ chơi nha mọi người. Đó. Năm 2513. Ok. Vô. Con này nha. Ủa, con ba là bộ đội hả? Ờ, đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Xin chào. Hồi nãy à,
khiêng cái thùng nè. Trời ơi em thấy bà này nè. Dở ra là cầm cái cây đập vô mặt nó. Cầm cái cây đập đó. Cầm cái cây đập đó con. Đó. Đó, dở nè. Đó. Phá cửa đi. Nè. Đâu đi phá đồ. Ủa bao bánh mà. Lấy đồ ăn kìa. Lấy đồ ăn kìa. Kìa lấy đồ ăn kìa, lấy dĩa rau kìa. Xà lách trộn mẹ làm kìa. Đó, xà lách trộn mẹ làm đó. Lấy ăn liền đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, con biết bắn súng luôn hả? Biết. Trời ơi, ghê hả? Có cầm dao nè. Trời. Trời ơi, mấy mặt kìa. Mấy mặt kìa. Trời ơi, mày có bay mặt con tao không? Quên một con tao. Lấy vàng. Mập bỏ. Đó, kìa chiều đó. Thấy chưa? Con gặt lên xuống là gặt xuống lên là kìa chiều quá. Cho con ăn không? Rối chết rồi nè. Tao lỡ ăn rồi. Nè, ăn cái này nè con. Hỏi ăn hamburger kìa. Còn phá nó lót xe giùm coi. Hamburger mặc đồ đồ. Ăn thêm hamburger đi. Rồi, lụm lựu đạn nè. Lụm lựu đạn. Trời ơi, nó kêu khủng long vậy kìa. Trời ơi, kêu khủng long vậy chứ. Cái game này nó ngộ lắm nha. Khủng long nó mặc định màu xanh là hiền, màu đỏ là dữ nha. Giống như bộ đội nè, mặc áo xanh là hiền nha. Còn con mặc áo đỏ là dữ nha. Bà đi thử mấy nước khen đi, bà đi thử không thầy ơi. Ê! Nó to này, nó nhảy dữ vậy trời. Ê! Chết rồi. Không! Ê! Đi ra! Quốc đó! Trời ơi, nó kêu đàn em ra kìa. Rồi xong đi luôn. Mustafa đi luôn. Đi mặt nó mấy gì? Mặt nó đè cái là chết luôn rồi. Trời ơi. Lũ đạn mày nè. Lũ đạn mày nè. Nè lũ đạn nè. Lũ đạn nè. Cho mày ăn lũ đạn nè. Trời ơi nó nhảy được rồi. Đó, mày ăn lụ đạn nè. Đó. Trời ơi, rồi, rớt cái máy luôn. Ê, sắp chết rồi, rớt máy. Ê, rớt máy. Trời ơi, rớt máy rồi. Trời ơi, ba người rớt máy rồi, trời ơi. Đắng rồi. Còn không máu luôn, trời ơi, quý vị ơi, mà sống được, trời ơi, may quá. Ba vừa chết luôn á. Trời ơi, quá mệt mỏi luôn rồi. Trời ơi, mệt quá. Thảo ơi, nói chung là ngày hôm nay là chơi cái game này con thấy vui không? Dạ vui. Thích không? Dạ thích. Nhưng mà mới được chơi nhiều nha. Phải cố học bài này nọ, rèn luyện học nữa. Chứ không phải là ngày nào cũng chơi game vậy nha. Học để mai mốt hết dịch mình đi học, mình còn biết cái chữ này nọ nữa nha con. Dạ. Rồi, ok. Thì cái clip vlog của tôi hôm nay nó cũng chỉ đơn giản là vậy thôi các bạn ơi. Nếu ai cảm thấy vui, cảm thấy có sự giải trí trong này thì hãy cho tôi một like, một share và một đăng ký nha các bạn. Sẵn tiện thì tôi cũng vừa mới ra cái clip bé Bum Vlog review tất cả các loại Rubik này nọ đồ á, thì mọi người có thể rảnh ghé qua kênh của bé Bum ở đây mình xem clip review Rubik nha. Và không biết nói gì hơn nữa là xin chúc cho tất cả các bạn được vui vẻ, sức khỏe và bình an. Tô sẽ gặp lại tất cả các bạn trong clip vlog khác. Ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip vlog sau. Bye bye.